bạn, mình là Thi, designer của Decod Design. Hôm nay đến với câu chuyện thiết kế lần này, mình xin giới thiệu đến các bạn một công trình thực tế tại căn hộ Terra Joyo ở quận 3. Nơi đây là một không gian sống mang đậm chất thượng lưu. Mình nhận thiết kế căn hộ này với mục đích xây mới hoàn toàn. Và phong cách thiết kế chính của căn hộ này là hiện đại, nhưng nó phải mang một dấu ấn khác. Đó là việc sử dụng các màn acrylic ốp tường, một loại vật liệu khá phổ biến, bắt đèn và bắt ánh sáng khá tốt. Ưu điểm của thiết kế lần này chính là tận dụng độ bóng của vật liệu và sự kết hợp của hệ thống ánh sáng trong nhà, làm cho không gian trở nên sang trọng hơn. Đây cũng là một điểm khác biệt so với những căn hộ cùng phong cách hiện đại khác. Do phòng khách ốp acrylic và trang trí khá nhiều lai đèn, nên mình bố trí một bộ ghế sofa tối màu nhằm cân bằng lại tông màu của không gian phòng khách. Tiếp theo là TV và kệ TV được trang trí khá đơn giản. Trong không gian bếp, gia chủ muốn thiết kế sang trọng một chút nên mình đã bố trí một bộ bàn ăn có mặt bàn làm bằng đá tự nhiên kết hợp với ghế ăn bọc vải nhung để không gian trở nên tinh tế hơn, ấm cúng hơn. Điểm nhấn tiếp theo của không gian này chính là khu vực bếp được ngăn cách với bàn ăn bằng một quầy bar nhỏ. Chỗ này là các thành viên trong gia đình có thể dùng làm nơi để ăn những bữa phụ hay đây là nơi uống vài ly rượu mà không cần ra quán. Bởi vì phòng khách và nhà bếp được thiết kế đậm chất hiện đại sang trọng với các lai đèn, ốp lát acrylic và đá maple, cho nên phòng ngủ master gia chủ lại muốn thiết kế đơn giản lại một chút. Mình quyết định giảm bớt các yếu tố ánh sáng và thay thế bằng sàn gỗ ở sàn nhà, ốp vải nỉ ở các đầu giường để tạo cảm giác mộc mạc hơn. Cuối cùng, hai phòng ngủ nhỏ với phong cách thiết kế khác hẳn, gia chủ cũng có chia sẻ rằng đây là phòng của các con, không ở thường xuyên. Nên mình bố trí đơn giản nhất có thể nhưng vẫn đầy đủ công năng cho từng phòng. Phòng màu trắng là phòng của bé gái với mảng sương tường gốc vác, kèm cửa sổ rèm sáo để tạo điểm nhấn, nhưng không đơn điệu. Để cho cảm giác ấm cúng khi đi xa trở về nhà mỗi tuần của các thành viên, mình đã cố tình thiết kế hai phòng ngủ nhỏ mang hơi hướng homestay nhẹ nhàng, gần gũi chứ không quá sang trọng như phòng khách hay phòng bếp. Nếu nhìn vào tổng thể căn nhà, bạn sẽ thấy phong cách thiết kế của từng không gian không đồng nhất với nhau. Mục đích của ý tưởng thiết kế này là mang đến một không gian nội thất phù hợp với từng đối tượng sử dụng, nhưng vẫn mang đầy đủ công năng. Trong thiết kế nội thất, không nhất thiết phải luôn đồng bộ mọi không gian trong nhà. Nếu bạn biết khéo léo kết nối những khác biệt đó, nó sẽ tạo thành một căn hộ mang thẩm mỹ độc đáo theo phong cách của riêng mình. Hy vọng qua những chia sẻ lần này, mình có thể giúp cho các bạn có thêm nhiều ý tưởng trong việc thiết kế căn hộ của mình. Các bạn nhớ bấm đăng ký và ấn chuông để nhận thông báo của Decod Channel để xem thêm nhiều video về thiết kế nội thất. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.